Không giờ không. Nhưng mà hiện tại vì sao Vi chọn lại còn hai bát H10 này? Tại vì nó bền và tiết kiệm anh em. Build với các anh em trên sân Yolado này á, đánh tới nay không phải là một hai ống mà là đánh nửa thùng rồi anh em. Cầu này là cái lậu cầu thường là trước Vi đánh nè, nó rất dễ bị gãy cái phần lông hoặc là cái phần chân tiếp xúc ở đây nè, anh em thấy không? Nó hay bị gãy ra, nó gãy ba cánh liên tục luôn. Mặc dù cái nút bần này nó chưa hề bể nha, cho nên khi mà gãy như vậy thì cầu sẽ rất là lắc, mình không có đánh được nữa, mình phải thay cầu mới. Cái này là cầu Vi đánh hết một xe đơn rồi nha. Ra thì cái chân nó không hề bị gãy, vẫn còn rất là chắc. Cái lông nó chỉ bị tư cái phần đầu, nhưng mà trái cầu này vẫn còn đánh được, nó vẫn còn rất là chuẩn. Đó là lý do vì sao mà bốn người đánh đập liên tục, mà một set chỉ đánh có 2-3 trái cầu thôi. Còn đánh đơn thì 3 set mới hết 2 trái. Tiết kiệm hơn rất là nhiều so với các loại cầu khác. Giá cả của cầu 2 bát H10 này là khá là hợp lý anh em. Anh em nào mà muốn tiết kiệm cầu giống như Vi thì đừng ngại thử 2 bát nha.